Kháng nghị tài khoản BM bị hạn chế quảng cáo. Điều đầu tiên các bạn cần phải lưu ý khi kháng nghị một cái tài khoản BM bị hạn chế quảng cáo đó là chúng ta tuyệt đối không sử dụng một cái via đã có quyền quản trị viên sẵn ở trong cái BM đó, hoặc là một cái con via xác minh danh tính đã từ lâu rồi, hay còn gọi là via xác minh danh tính tích cũ để chúng ta kháng cái BM. Thì để kháng được cái BM bị hạn chế có tỷ lệ về cao nhất thì các bạn nên sử dụng một cái con via xác minh danh tính tích mới, hoặc là một cái con via các bạn tự xác minh danh tính vừa mới về thì càng tốt. Các bạn sẽ sử dụng via này để kháng nghị BM để cho ra cái kết quả tốt nhất. Nếu mà bạn nào có những cái via vừa mới xác minh danh tính tích mới mà lại là via zin, có nghĩa là chưa từng hoạt động quảng cáo, thì cái tỷ lệ kháng về nó còn cao hơn nữa. Bước tiếp theo là các bạn hãy add cái con via xác minh danh tính tích mới này vào làm quản trị viên trong cái BM. Các bạn chọn vào cái BM các bạn muốn kháng, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái nút yêu cầu xem xét lại. Sau khi đã được vào làm quản trị viên ở trong BM thì các bạn hãy quay trở lại con via và truy cập vào cái phần chất lượng tài khoản để bắt đầu kháng nghị BM bị hạn chế. Sau đó nó sẽ hiển thị ra một cái bảng như thế này, thì các bạn chọn vào bất kỳ một cái dòng nào, sau đó các bạn chọn vào cái nút gửi và như vậy là ok. Còn nếu như trong trường hợp các bạn sử dụng những cái via xác minh danh tính tích cũ thì khi các bạn bấm vào cái nút yêu cầu xem xét lại, nó sẽ bắt các bạn phải xác minh danh tính lại. Kể cả khi các bạn đã xác minh danh tính thành công đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể quay trở lại kháng BM được, bởi vì nó sẽ mắc phải cái lỗi vòng lặp, thì các bạn tốt nhất là không nên mắc phải cái sai lầm này.